Xin chào fan của Soi Sáng. Tôi là Tom. Hôm nay tôi có một câu hỏi dành cho bạn. Bạn có biết rằng sắp tới robot thú cưng sẽ có mặt trong mọi hộ gia đình không? Chúng giống những chú chó bình thường, ngoại trừ việc chúng là robot. Chúng cũng sẽ rất hòa thuận với chó thật. Nếu bạn đang thắc mắc rằng liệu ngày nay chúng ta có loại robot nào lấy cảm hứng từ động vật không, thì hãy để tôi trả lời cho bạn nhé. Dáng, dù thích hay ghét thì chúng vẫn sống rất dai. Hãy nhìn những cái chân và lớp vỏ cứng cáp đó kìa. Loài này làm tôi run cả mình. Và dáng đã tồn tại khoảng 400 triệu năm. Vì vậy, tôi đoán là chúng sẽ không biến mất đâu. Loài này cũng cực kỳ nhanh so với côn trùng ấy. Chúng chỉ cần khoảng 1 tiếng để chạy 5 km. Con số này khá ấn tượng đối với một loài vật có kích thước nhỏ bé như vậy. Chưa hết, nếu thả xuống nước, chúng có thể nín thở được tới 40 phút. Nhà bạn có một cái lỗ nhỏ sao? Dáng sẽ chui gọn trong đó nhờ cơ thể dễ uốn éo với tốc độ ánh sáng. Ồ, nhìn chúng kìa! Khả năng chịu đựng của dáng tốt đến mức bạn có thể đè chúng bằng một vật nặng có trọng lượng gấp 900 lần trọng lượng cơ thể chúng, nhưng vỏ dáng vẫn chẳng xước xác gì. Ai cũng biết rằng loài này là một lũ khó trị. Vậy nên chẳng có gì lạ khi các nhà khoa học muốn tạo ra một con robot tương tự dáng, loài gần như bất khả chiến bại. Và các nhà nghiên cứu ở UC Berkeley đã làm điều đó. Họ tạo ra Cram, đó là robot nén có cơ chế khớp. Con robot này lớn bằng lòng bàn tay và được thiết kế để làm những điều đáng kinh ngạc tương tự loài dáng. Nó sở hữu một lớp vỏ nhựa có khớp nối để chui vào nhiều nơi. Mục đích chính là để làm nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ. Đi đi, chú dáng nhỏ bé. Tiếp theo vẫn là một loài động vật nhỏ bé. NASA đã lấy cảm hứng từ sâu. Loài này có thể nằm cuối chuỗi thức ăn, nhưng con robot nọ thì không. Chú robot này sẽ được dùng để khám phá những nơi băng giá mà con người không thể đến được. Cụ thể là núi Erebus ở Nam Cực. Chỉ cần nghĩ thôi là đã thấy lạnh rồi. Tuy nhiên, con robot này không di chuyển giống sâu. Nó có hai vít được gắn vào hai đầu và sẽ vít vào tường mỗi khi muốn di chuyển. Nhưng đây mới là điều khiến chú robot này đặc biệt. Mỗi khi vít vào tường, nó sẽ thu thập dữ liệu. NASA tin rằng nó có thể được cải tiến thêm để khám phá không gian. Tôi nghĩ nó sẽ không còn là sâu băng nữa mà giống sâu vũ trụ hơn, và đây cũng sẽ là con sâu đầu tiên bay vào không gian. Đừng quên mũ bảo hiểm không gian nha. Đi vào trong hang động, chúng ta sẽ thấy những con dơi. Chúng trông giống ma cà rồng sau khi biến đổi hình dạng. Loài này ngủ với tư thế treo ngược trên những tảng đá. Cùng quan sát những đồi cảnh đen tuyệt đẹp này nào. Bí ẩn nhưng cực kỳ hấp dẫn. Xin giới thiệu với bạn Bad Bot. Đây là một con dơi robot. Nó không nặng và cũng không to lắm, nhưng chắc chắn là cực kỳ ấn tượng. Đôi cánh của nó bắt chước sự đàn hồi của cánh dơi thông thường. Nhóm phát triển robot này đã phải tạo ra một màng silicon tùy chỉnh chỉ để làm việc đó. Những con robot dơi này cũng tiết kiệm điện lắm. Nghĩa là chúng có thể bay trong một thời gian dài giống như những chuyến bay thân thiện với môi trường của dơi thật vậy. Bây giờ hãy khởi hành đến các đại dương nhé. Loại robot bạn đang thấy ở đây là một con cá. Và đoán xem, nó cũng sống bên cạnh các loài cá thật. Nó có tên là SOFI và rất giống một con cá. Một nửa robot này được làm từ silicon và cao su, nửa còn lại là điện tử. Mặt trước được in 3D và đó là nơi chứa các thiết bị điện tử. Phần hay nhất trong cấu trúc của nó là nó có thể va đập với bất cứ thứ gì mà không bị hỏng hay làm hại các sinh vật biển khác. Tuy nhiên, nếu nó chỉ bơi xung quanh và hút vào những con cá thật thì chẳng hay chút nào. Ok, đây là một điều thú vị dành cho bạn. Robot này được điều khiển bằng bộ điều khiển Super Nintendo. Vì vậy, nếu thích chơi game như tôi thì bạn sẽ mê mẩn trò này đấy. Và nếu bạn đang tự hỏi rằng vì sao nó không chìm xuống đáy đại dương thì câu trả lời đó là nó có một bộ phận kiểm soát lực nổi. Nhờ thế, người điều khiển con cá máy này có thể quyết định được nó sẽ bơi lên hay chìm xuống ở đây. Và để hoàn thiện giao diện của robot SOFI thì người ta đã lắp một thấu kính mắt cá nằm ở trước con robot.
Báo đốm chạy rất nhanh, với tốc độ khoảng 104 đến 112 km/h. Nhìn nó kìa, đây là động vật nhanh nhất trái đất. Hãy để nó đua cùng một chiếc xe cực nhanh nào. Loài này thậm chí có thể đạt được vận tốc 100 km/h, nhanh hơn chiếc xe kia. 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, nhanh như chớp vậy. Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta vẫn chưa thấy báo đốm làm bao giờ, đó là lộn đầu. Không sao, đã có chú robot này rồi. Đây là báo đốm 3, nó được cho là không thể bị phá hủy và nó cũng lộn đầu được. Nó chủ yếu được tạo ra để các nhà khoa học có thể thử nghiệm những điều điên rồ và nó trông giống một con báo đốm. Vì vậy, cái tên ở trên rất hợp lý. Tuy nhiên, nó không nhanh bằng báo thật. Vận tốc của nó chỉ là 16 km/h. Vì vậy, nó không thể đua xe, nhưng nó biết lộn đầu đấy nha. Một điểm cho báo đốm thông thường và một điểm cho báo đốm robot. Vậy là hòa nhỉ? Robot tiếp theo lấy cảm hứng từ loài rắn. Vâng, chính là loài trơn tuột hay rít lên ấy. Nó được gọi là robot rắn và nhiệm vụ của nó cũng là tìm kiếm và cứu hộ. Nó di chuyển và leo lên cây giống rắn thật bằng cách quấn mình quanh đó. Robot này đã được sử dụng để tìm kiếm trong các tòa nhà bị sập sau những trận động đất mạnh. Vì nó nhỏ và có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào nên rất hoàn hảo để chui với những lỗ chật hẹp. Loại robot này có một camera ở đầu thay thế cho một đôi mắt bình thường. Vì vậy, bất cứ ai điều khiển nó đều có thể quan sát xung quanh. Nếu bạn thích nhện nhưng vẫn sợ loài này giống như tôi thì đây là giải pháp. Robotics T8X. Dòng robot này rất giống một món đồ chơi. Bạn có thể điều khiển và lập trình để nó làm bất cứ việc gì bạn thích, khiến nó di chuyển xung quanh hoặc nhảy múa với mấy cái chân nhỏ bé khi nào. Robot này có hai phiên bản, loại có lông và loại nhẵn nhụi. Phiên bản có lông trông khá giống loài nhện tarantula. Tôi là Tom. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi và hãy cùng soi sáng thông minh hơn mỗi ngày nhé. Tạm biệt.